xa nè, từ xa đẹp lắm. Rồi hello anh em, thì hôm nay là rất là sáng sớm ha. Đó, quay cảnh sáng cho anh em coi. Đó, sáng bình minh đúng không? Bình minh lên thì mình, nhiều anh em hỏi là CBR 650R bản sport, đó anh em thích rất là nhiều, thì bây giờ mình sẽ đi mua, quay tiếp thực tế mua cho anh em. Thì con xe này ở Vũng Tàu, thì tâm sự với anh em mấy xe tỉnh này thì bên mình sẽ có hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em, nên anh em cứ yên tâm ha. Đó thì phải đi nhiều nơi thu mới được xe đẹp anh em, chứ vòng vòng Sài Gòn á làm gì có mà xe đẹp nhiều cho anh em. Vòng vòng Sài Gòn xe người ta đi hiếm lắm anh em, ngàn chiếc thì có vài chiếc xe đẹp. Giờ mình đi tới nơi luôn ha, đi tới tận thành phố Vũng Tàu để mình thu một cái em xe cực lướt. Theo thông tin thì em đó mới mua năm 2021 đó, thì xước nữa xuống quay mình sẽ quay cà vạt đầy đủ cho anh em luôn. Rồi ok anh em đón chờ một cái clip đi mua xe của anh em mình ha. Đó mình đang đi, giờ đi tới đó cũng phải 10 giờ 11 giờ anh em. Rồi ok anh em ha, anh em nhớ theo dõi hết clip nha, để mình đi săn em CBR 650R cộp. Rồi anh em thấy chiếc xe không? Đó mình tới rồi nè. Thì bây giờ mình vô coi xe cho anh em nha, thực tế luôn nha anh em. Thực tế luôn. Rồi nha, khá là mệt. Ồ em ví dụ nữa coi được thì ký giấy à. Em ký đi. Em Em ký luôn ký, cũng được. em ký cho anh đây, rồi chừng nào rút hồ sơ thì anh gửi xuống đây. Gửi gửi cái giấy với lại đồ xuống em rút cho. Đó. Đây thì rút nó tầm 3 ngày là có. Rồi quay 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 xe cho anh em nè. Thì cái giấy chết, anh chết gốc hôm qua rồi. Dạ. Rồi chết gốc rồi, mình sẽ để trên màn hình cho anh em xem ha. Thì bây giờ là con xe thực tế thì em này rất là quen, em này trước là bán cho mình con Ninja 650 rồi. Còn con này là của bạn, của bạn này chơi trong hội, thì thấy xe mới quá nên mới lấy đồ hết đồ zin luôn ấy. Để vô đến nhà. Thấy xe mới quá cho nên mà mới alo mình là anh Minh chuyên là bán xe cộp, xe lướt, thì anh mới để lại cho mình. Rồi đã quay cho anh em, thì xe bên mình là quay một chủ đập thùng thì chuẩn ô đo nha anh em. Đây đây quay sẵn thay thẳng ô đo cho anh em. 4.900. Thấy không? 4.300 đúng không? Mình hay lộn, 4.300 thôi nha anh em. Rồi xe có cái gì? Đây cái giá đỡ điện thoại nè. Giá đỡ điện thoại. Thì anh nói xe để lâu không đi rồi, thì bây giờ mình đề lên. Ồ. Con này có giá đỡ điện thoại nè, trời sáng nè, đèn nè, trời cái đèn à, cái đèn em qua đây, quá đèn, quá trời cái đèn, trời sáng đó, bảo vệ các nước. Bô này móc nhẹ nha anh em, hay lắm. Đó, quay vòng cho anh em coi. Thì nói chung là quay coi thực tế luôn. Máy móc là sơn nguyên zin nè anh em. Đó, sơn nguyên zin nè. Bọc keo, xe có bọc keo. Xe có bọc keo đầy đủ luôn. Xe này chưa có ngã hay qua quẹt luôn anh em. Nè hai bên đây nè, rất là đẹp, xe rất là đẹp, vỏ còn full gai nè. Anh em biết sao mình đeo kính không? Anh em biết sao mình đeo kính không? Đi nãy giờ, đi sáng giờ nó mệt, mắt nó nhừ, mình đeo kính vô để mình lấy hình ảnh đẹp của anh em, hình ảnh lên lên cho nó đẹp đó. Rồi quay quay cho anh em coi. Con này về rửa sơn cái là đẹp ha. Rửa sơn. Quay cục máy cho anh em. Giờ đang lấy đồ zin.
con này. Tìm đi, tìm đuôi. Rồi đem vô lấy cái này, cái này là cái này có chìa chìa khóa dự phòng thứ hai. Lớp cũ á. Lớp cũ á, mấy anh em phân khối lớn mà. Đó, hôm nay thì mình bán anh em thì chỉ có 194 triệu thôi. Đẹp. Cái đuôi nhìn vậy á, cái đuôi mấy triệu á. Đúng rồi, cái đuôi ngoài cước luôn. Ừ, nó thiệt thật sự luôn á. Đây là cái đuôi zin. Thôi này mình bỏ anh xe đi ha, bỏ anh xe cho chắc đi. Chắc mua rồi, xe đẹp mà, xe đúng như tả mà. Thì mấy anh em ở đây bán xe đúng như miêu tả luôn. Đó, thì đuôi zin đồ đầy đủ. Cái này gì chi bu chi hu hu rồi. Lột ra. Em chạy vòng anh quay cho em nha. Này cái bô anh có về zin á thì thả này vô là nó im liền à. Cái hỏng ở ngoài. Rồi cái này là cái tiêu về zin thì gắn cái này vô là nó về zin nha anh em. Gắn vô đây. Đó. Rồi, để đây đi. Này là ốc của xe. Làm vòng đi. Lên kia vòng xuống. Bỏ xe xuống. Sáng mình chạy cái đường phà cát lái anh em, chạy cái đường phà cát lái ngay chỗ cái đèn xanh đèn đỏ hai làng á, mà cái làng bên kia được chạy mà cái làng bên đây không có được chạy á, mình thấy chạy mình chạy luôn bị phạt nha anh em. Anh em coi khúc đó phạt có đúng không mình cũng không biết nữa mà. Lụm vô chịu thôi. Mà chắc khúc đó nhiều người bị phạt mà mình quên á. Chiều nay chỗ đó nhiều người lắm á. Ừ, chỗ đó nhiều người bị phạt lắm á. Chỗ khúc cắt lái á. Nó có hai lane khác nhau, hai lane. Mở à, đây từ xa đẹp lắm anh em, từ xa nè. Từ xa đẹp lắm. Bao đẹp lắm. Rồi. Rồi, tắt công tắc chợ sáng luôn kìa, tắt mấy cái chợ sáng đồ, tắt cái chợ sáng. Tắt công tắc chợ sáng luôn. Rồi ok. Bây giờ thì đúng như anh em miêu tả nha anh em, đúng như miêu tả thì mình ấy xe về. Thì anh em nào có mua gạo thì ghé đây mua nè, đi Vũng Tàu. Đó. Giờ quảng cáo gạo giờ mà khu vực Bà Rịa nha anh em. Ừ, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi. Đó, quay cho anh em coi một vòng nữa. Xe ok, ok. Thì xe cộp mà, can mà. Chứ đâu có gì đâu. Tại mà giàu lắm, hồn. Mấy bà già hay ngồi giờ khu đó. Mấy bà ngồi cái đường. Thôi, cái mua xe này mà nắp nó thôi. Đa đường quay, đa đường này nè, cái đường bự gấp 4 lần, 5 lần vậy, nó chạy đã rồi. Em ngồi anh xe lại đi. À, để coi anh em, cái xe này 1m6, 1m62 là có thể chạy được rồi nha anh em. Ừ. Thì ngồi cho ấy thôi chứ xe này 1m6, 1m62 là có thể đi được rồi nha anh em. Đó xe còn bọc keo luôn nha anh em, nguyên keo nha. Đó, đây keo. Rồi. Rồi. Rồi, về thôi, lên xe về đi ký giấy rồi về nha anh em. Đây xe nè anh em, để quay cho anh em quay hết luôn. Đây nè ha. Xe này đăng ký lần đầu là ngày 4 tháng 2, 2021 nha anh em. Đó, quay rõ ràng luôn. Thì anh em mua thì mình có bao rút hồ sơ cho anh em đầy đủ luôn nha anh em. Xe tỉnh thì mình hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em luôn nha. Đó. Ok nè. Quỷ này nó nói xe mới anh biết để làm gì không? Tại xe cộp càng á là để về đỡ rửa anh em. Đỡ rửa đỡ mệt. Rửa cực lắm mọi người. Đó, nó kêu rửa cực lắm. Khoái mấy xe cộp là đỡ rửa. Mà mình phải rửa sạch. Chữ full. Rồi ok anh em ha. Đó, đây là khu vực
Bà Rịa, bây giờ mình tranh thủ mình đi ký giấy. Nhà mình có phát gạo chứ. Buông xe gạo chở đi. Rồi, bây giờ mình về thôi nha anh em nha. Về Sài Gòn. Tiến về Sài Gòn. Rồi, anh em cần xe cộp, xe lướt thì có xe cộp, xe lướt cho anh em đây. Bao cộp, bao lướt luôn nha anh em. Giá tốt luôn. 19X. Ít nhỏ xíu là có xe liền nha anh em. Con này mình lời mấy triệu bạc thôi anh em, được cái trả giá tội nghiệp, mình bán hợp lý rồi. Hồi lỡ lướt 3.000 mấy, 4.000 mấy gì đó quên rồi, nãy đọc. Giá hợp lý luôn. Có đồ chơi đầy đủ. Anh em đừng trả giá mình tội nghiệp mình nha. Xe lướt mà không phải xe dập xe nét đâu mà trả nha anh em. Rồi ok, kết thúc clip nha. Anh em nhớ thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker nha anh em. Đây kênh này của Minh Biker. Like và subscribe cho kênh của Minh Biker nha anh em. Rồi chúc anh em một ngày làm việc thiệt là hiệu quả nha. Rồi tạm biệt. Chôm chứ đủ. Rồi ok anh em. Rất là đẹp luôn ha. Rồi về đây. Anh em nào gặp mình thì chào nhau cái nha anh em. Nhìn con xe là cứ khoái chạy nước miếng liền. Quá đã. Ở đây mát.